Cô xin chào tất cả các con. Hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu tiết học kể chuyện của tuần 7. Vậy ở tuần 7 này chúng ta sẽ đến với tiết bài kể chuyện nào? Cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Đây là một cái danh y rất nổi tiếng ở thời nhà Trần. Ông tên là Tuệ Tĩnh. Vậy ông đã có những đóng góp nào cho nền y học nước nhà? Vậy cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay. Hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện mang tên Cây, Cỏ, Nước, Nam. Câu chuyện diễn ra như sau. Nguyễn Bá Tĩnh, tức Tuệ Tĩnh, là một danh y đời Trần. Một lần, ông dẫn các học trò đi ngược vùng phả lại để lên núi Nam Tào Bắc Đẩu, hai ngọn núi cao uy nghi đối mặt với vùng sông nước hiểm trở. Dọc hai bên đường lên núi là những bụi sâm nam xòe lá như bàn tay, những bụi cây đinh lăng lá xanh mướt, những bụi cam thảo leo vướng vít cả mặt đường. Dừng chân bên sườn núi, ông trầm ngâm nói với học trò: "Ta đưa các con đến đây để nói cho các con biết rõ mà điều ta đã suy nghĩ nung nấu từ mấy chục năm nay." Vài học trò xì xào: "Chắc hẳn là điều gì cao siêu lắm nên thầy mới phải nung nấu lâu đến thế." Nguyễn Bá Tĩnh lắc đầu: "Điều ta sắp nói với các con không cao như núi Thái Sơn, cũng chẳng xa như biển Bắc Hải, mà ở gần trong tầm tay, ở ngay dưới chân các con đó." Tất cả học trò đều im lặng. Duy chỉ có người trưởng tràng kính cận hỏi: "Thưa thầy, điều thầy định nói với chúng con có phải là cây cỏ ở dưới chân không ạ?" "Phải, ta muốn nói về ngọn cây và sợi cỏ mà hàng ngày các con vẫn dẫm lên. Chúng chính là một đội quân hùng mạnh góp vào với các đạo hùng binh của các bậc thánh nhân như Trần Hưng Đạo đánh tan giặc Nguyên xâm lược." Rồi ông từ tốn kể: "Ngày ấy, giặc Nguyên nhòm ngó nước ta, vua quan nhà Trần lo việc phòng giữ bờ cõi rất cẩn trọng. Bên cạnh việc luyện tập dân binh, triều đình còn cắt cử người đôn đốc rèn vũ khí, chuẩn bị voi ngựa, lương thực, thuốc men. Song, từ lâu, nhà Nguyên đã cấm chở thuốc men vật dụng xuống bán cho người Nam. Khi giáp trận, tất có người bị thương và đau ốm, biết lấy gì cứu chữa? Không chậm trễ, các thái y đã tỏa đi khắp mọi miền quê học cách chữa bệnh của dân gian bằng cây cỏ bình thường. Từ đó, vườn thuốc được lập ở khắp mọi nơi. Núi Nam Tào và Bắc Đẩu chính là hai ngọn dược sơn của các vua nhà Trần. Cây cỏ nước Nam đã góp phần làm cho những đạo binh thêm hùng hậu, bền bỉ, khỏe mạnh, can trường trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù mạnh hơn ta gấp chục lần, đông hơn ta hàng trăm lần." Kể đến đây, Tuệ Tĩnh chậm rãi nói thêm: "Ta càng nghĩ càng thêm quý từng ngọn cây, sợi cỏ của non sông gấm vóc tổ tiên để lại. Ta định nối gót người xưa để từ nay về sau dân ta có thuốc nam chữa cho người Nam. Ta nói để các con biết được ý nguyện của ta." Theo con đường của danh uy Tuệ Tĩnh, cho đến bây giờ, hàng trăm vị thuốc đã được lấy từ cây cỏ nước Nam, hàng nghìn phương thuốc đã được tổng hợp từ các phương thuốc dân gian để trị bệnh, cứu người. Chuyện trên, bạn nào cho cô biết trưởng tràng có nghĩa là gì? À, trưởng tràng tức là người đứng đầu nhóm học trò cùng học một thầy thời xưa. Trong câu chuyện còn có núi Dược Sơn. Dược Sơn có nghĩa là núi để trồng cây thuốc. Sâm Nam, Đinh Lăng, Cam Thảo Đất, đây là tên một số loài thảo dược quý ở nước ta. Cô xin giới thiệu với các con, đây là cây đinh lăng. Cây đinh lăng là một cái cây rất là tốt. Cây này giúp bổ khí, tiêu thực, lợ sữa, tiêu viêm, giải độc, và rễ cây đinh lăng thì chữa suy nhược cơ thể rất là tốt. Cây thuốc thứ hai mà Tuệ Tĩnh nhắc đến đó là cây cam thảo đất. Đây là một cái cây bổ tỳ, sinh tân, nhuận khí, thanh nhiệt, giải độc rất tốt, và cây này dùng để chữa sốt, ho,
ho, viêm họng, vân vân. Vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau nghe kể lại câu chuyện Cây cỏ nước Nam. Bây giờ các bạn sẽ cùng quan sát tranh và chúng ta luyện kể theo từng đoạn. Bức tranh số 1, Danh Y Tuệ Tĩnh đang làm gì? Các con cùng quan sát bức tranh và cho cô biết trong bức tranh này Danh Y Tuệ Tĩnh đang làm gì. Các bạn sẽ cùng suy ngẫm và kể lại đoạn 1 của bức tranh này dùm cô nhé. Trong bức tranh này như các bạn quan sát đúng không nào? Thì Danh Y Tuệ Tĩnh đang dẫn các học trò đi lên vùng núi Phả Lại. Lên hai ngọn núi đó là núi Nam Tào Bắc Đẩu để nói về điều mà mấy chục năm nay ông nung nấu trong lòng và ông giảng giải cho các học trò về giá trị to lớn của cây cỏ nước Nam. Bây giờ cô và các con sẽ cùng đến với bức tranh số 2. Bức tranh số 2, bạn nào cho cô biết quân dân nhà Trần đang luyện tập để làm gì? Cô chắc hẳn là bạn nào cũng biết rồi đúng không nào? Trong bức tranh số 2 này thì quân dân nhà Trần đang luyện tập chuẩn bị để chống quân Nguyên. Và quân dân nhà Trần đã lo chuẩn bị tập luyện võ nghệ nè, rèn vũ khí nè, chuẩn bị voi ngựa, lương thực và thuốc men để bảo vệ nền độc lập của dân tộc ta. Bây giờ các con cùng quan sát bức tranh số 3 và cho cô biết nhà Nguyên cấm điều gì nào? Trên cái bức tranh này thể hiện rất là rõ đúng không nào? Nhà Nguyên đã cấm chở thuốc men, vật dụng xuống bán cho người Nam của chúng ta và đã làm cho vua quan nhà Trần lo nhất, bởi vì khi chúng ta giáp trận đánh giặc thì sẽ có người bị thương và đau ốm, và vua quan nhà Trần lo lắng là không biết lấy cái gì để cứu chữa cho binh lính bây giờ. Vậy trước những lo toan đó thì quân dân nhà Trần đã chuẩn bị thuốc để làm gì? Bạn nào có thể giúp cô nêu lại được không? Trong bức tranh này thì quân dân nhà Trần của chúng ta đã chuẩn bị thuốc men cho cuộc chiến đấu với quân Nguyên. Đồng thời các thái y cũng đã tỏa đi khắp mọi miền đất nước để học cách chữa bệnh trong dân gian bằng những cây cỏ rất là bình thường. Từ đó các cây thuốc được mọc lên khắp nơi, người thì lo trồng cây, người thì lo bào chế thuốc để giúp cho quân đội chữa lành các vết thương cho binh lính, làm cho lực lượng quân đội của chúng ta ngày một hùng mạnh hơn, thể lực cường tráng hơn. Các con quan sát bức tranh số 5 và cho cô biết là cây cỏ nước Nam của chúng ta đã góp phần gì cho quân dân nhà Trần? Cái này chắc cô nghĩ rằng bạn nào cũng đã biết rồi đúng không nào? Cây cỏ nước Nam đã góp phần làm cho những đạo binh của chúng ta thêm hùng hậu bền bỉ, những người lính bị thương được chữa trị khỏi mạnh để làm cho sức chiến đấu của chúng ta mạnh hơn kẻ thù, làm cho chúng ta có thể thể lực tốt để chiến đấu với kẻ thù hùng mạnh hơn chúng ta gấp chục lần và lớn hơn chúng ta gấp trăm lần, đúng không nào? Các con quan sát bức tranh này thật là kỹ và cho cô biết là bức tranh này Tuệ Tĩnh và học trò đang phát triển cây thuốc nam như thế nào đây? Qua bức tranh mà các con quan sát thì chúng ta thấy được rằng theo con đường của Danh Y Tuệ Tĩnh và cho đến tận bây giờ luôn thì hàng trăm vị thuốc đã được lấy từ cây cỏ nước Nam, hàng nghìn phương thuốc đã được tổng hợp từ những phương thuốc dân gian để trị bệnh, cứu người đúng không nào? Vừa rồi cô và các con đã cùng nhau tìm hiểu từng đoạn dựa theo nội dung của từng bức tranh. Vậy bây giờ bạn nào có thể giúp cô kể lại toàn bộ câu chuyện này được không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thi kể một đoạn của câu chuyện nhé. Phần thi này các bạn sẽ cùng nhau thi kể với nhau, sau đó lên lớp ngày hôm sau các con sẽ cùng với cô giáo của mình thi kể chuyện, và những bạn nào giành được phần thắng trong câu chuyện này là những người giành vương miện ngày hôm nay, đúng không?
Rồi, các con đã cùng nhau tìm hiểu từng đoạn của câu chuyện rồi. Bây giờ bạn nào giỏi giúp cô kể lại được toàn bộ câu chuyện này không? Phần này cô sẽ dành lại cho tất cả các con để các con sẽ về kể lại toàn bộ câu chuyện này cho gia đình của các con nghe, bạn bè của các con nghe, em của các con nghe đúng không? Và để chúng ta thêm trân quý hơn nội dung của những cái câu chuyện. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau bước vào tìm hiểu nội dung của câu chuyện này nhé. Bạn nào cho cô biết câu chuyện này kể về ai? Câu chuyện của chúng ta đó là kể về danh y Tuệ Tĩnh, một danh y nổi tiếng của thời nhà Trần. Và cô xin chúc mừng tất cả các con có câu trả lời giống như phần của cô. Đây chính là danh y Tuệ Tĩnh của chúng ta, đúng không? Vậy câu chuyện này có ý nghĩa như thế nào? Bạn nào cho cô biết nào? Câu chuyện này ca ngợi danh y Tuệ Tĩnh, hiểu giá trị của cây cỏ để làm ra những bài thuốc chữa bệnh. Và qua đây, khuyên chúng ta nên yêu quý thiên nhiên nè, yêu quý từng ngọn cỏ lá cây vì tất cả chúng đều có. Vậy thì vì sao truyện lại có tên là Cây Cỏ Nước Nam? Câu chuyện này cây cỏ nước Nam chúng ta rất dễ dàng biết đúng không? Bởi vì đây là hàng trăm hàng nghìn phương thuốc được làm ra từ cây cỏ của nước Việt Nam. Vậy các con có biết những bài thuốc chữa bệnh nào từ cây cỏ xung quanh mình hay không? Bây giờ cô mời các con cùng khám phá một số bài thuốc chữa bệnh từ cây cỏ xung quanh chúng ta và rất gần gũi với chúng ta hàng ngày nhé. Thứ nhất, khi chúng ta bị cảm cúm thì các bạn có thể dùng lá bưởi nè, cây sả, cây hương nhu nấu lên và chúng ta xông mình thì chúng ta sẽ chữa cảm rất là nhanh và an toàn nữa. Thứ hai, đó là khi chúng ta bị cảm, chúng ta cũng có thể ăn bát cháo hành nấu chung với lá tía tô để giải cảm thì rất là tốt. Thứ ba là khi chúng ta đau dạ dày thì chúng ta thường hay ăn nghệ đen này trộn chung với mật ong. Vậy thì trong thiên nhiên xung quanh chúng ta có rất nhiều loại cây cỏ, mỗi loại cây đều có một công dụng và tác dụng trong cuộc sống của con người, đặc biệt là các loại cây có công dụng chữa bệnh. Vậy thì chúng ta sẽ phải biết yêu quý những cây cỏ đó đúng không nào? Vậy bạn nào cho cô biết, để duy trì nguồn cây cỏ có tác dụng chữa bệnh thì các bạn sẽ làm gì? Vậy là để duy trì nguồn cây cỏ có tác dụng chữa bệnh thì chúng ta cần phải trồng và chăm sóc chúng để chúng luôn tươi tốt và giúp chúng ta khi chúng ta cần thiết, đặc biệt là khi chúng ta bị bệnh, đúng không nào? Và nếu như các con muốn tìm hiểu một số tài liệu về cây thuốc nam thì các con có thể tìm đọc những quyển sách sau đây. Thứ nhất, chúng ta có thể tìm đọc về quyển sách Nam Dược Thần Hiệu. Đây là một cái quyển sách của danh y Tuệ Tĩnh của chúng ta. Thứ hai, hoặc là chúng ta có thể tìm đọc sách Tuệ Tĩnh toàn tập. Và đây, chúng ta cũng có thể tìm đọc sách Bách Khoa Những Cây Thuốc và Vị Thuốc của Việt Nam, hoặc là Danh Lục Cây Thuốc Việt Nam của Viện Dược Liệu do Nhà Xuất Bản Khoa Học và Kỹ Thuật xuất. Ngoài ra chúng ta có thể tìm đọc thêm Sức Khỏe Từ Thiên Nhiên qua tựa đề sách Cây Thuốc Nam. Đây là cây thuốc nam gia truyền do Nhà Xuất Bản Thanh Hóa sản xuất. Thứ hai, chúng ta cũng có thể tìm thêm về loại sách ở đây, đó là loại sách nói về cây thuốc nam, đúng không, của Lương Y Nguyễn Công Đức. Sau đây cô xin giới thiệu với chúng ta một số loại cây dược liệu quý của đất nước chúng ta. Thứ nhất, cô muốn giới thiệu với các con, đây là cây sâm ngọc linh. Sâm ngọc linh là một trong những loại nhân sâm đặc biệt nhất trên thế giới và nó có ở vùng núi Ngọc Linh của nước chúng ta. Thứ hai, đây là cây bạc hà.
là một cái loại cây rất là gần gũi với chúng ta, thậm chí ba mẹ của các con có thể trồng ở nhà, đúng không? Đây là một cái loại cây chữa cảm cúm, ngạt mũi, nhức đầu, đau mắt đỏ và rất nhiều loại công dụng. Bên cạnh đó, cô cũng muốn giới thiệu đến các con của một cái loại cây có ở vùng quê của chúng ta và thậm chí ở vùng thành phố của chúng ta, ở bãi đất hoang rất là nhiều, nhưng mà công dụng của nó thì cực kỳ tốt, đó chính là cây nhỏ nồi hay còn gọi là cây cọ mực. Và cái cây cọ mực này giúp chúng ta có thể là chữa những cái bệnh liên quan đến nhiệt như là ho ra máu, nôn ra máu, đại tiện ra máu, tiểu tiện ra máu, chảy máu cam, chảy máu dưới da, vân vân. Thứ hai nữa, đó là một cái cây mọc dại có rất là nhiều vùng đất nước của chúng ta, đó là cây diếp dại. Cây này thì giúp chúng ta là giải độc, tiêu viêm, tán kết, chữa mụn nhọt, lở loét. Cây tiếp theo cô muốn giới thiệu đến với các con đó chính là một cái cây gừng. Gừng tươi, đây là một cái cây chữa cảm phong hàn rất là tốt, giúp chúng ta chữa nhức đầu, ngạt mũi, ho, đầy trướng bụng, kích thích tiêu hóa, sát trùng, vân vân, rất là nhiều loại, đúng không nào? Và cây này thì rất là quen thuộc với chúng ta hàng ngày, và đặc biệt trong cái giai đoạn Covid như hiện nay thì chúng ta sẽ sử dụng nước gừng tươi chung với một ít sả và chanh thì sẽ giúp chúng ta có lượng đề kháng rất là tốt cho cơ thể để có thể đánh bay được dịch Covid và bảo vệ gia đình của chúng ta đấy. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một cái loại cây, đó là cây hương nhu tía. Và cây này thì có tác dụng là chữa sốt cao, say nắng, nhức đầu, đau bụng, đi ngoài, nôn mửa, vân vân. Vậy thì qua cái bài này chúng ta, bạn nào giúp cô nêu lại được ý nghĩa của câu chuyện này? Vậy thì qua câu chuyện này chúng ta thấy được rằng câu chuyện đang ca ngợi danh y Tuệ Tĩnh đã yêu quý cây cỏ trên đất nước của chúng mình, đúng không nào? Và cây cỏ thiên nhiên đã mang lại cho chúng ta biết bao nhiêu điều quý giá, và vì vậy chúng ta cần phải giữ gìn và phát triển chúng. Về nhà, các con chuẩn bị cho cô các nội dung sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm và kể lại một câu chuyện nói về quan hệ giữa con người và thiên nhiên trong sách tập đọc và các câu chuyện các con được nghe. Hoặc là chúng ta sẽ kể chuyện về một cảnh đẹp chúng ta đã từng đi tham quan cho người thân của chúng ta nghe nhé. Tiết học ngày hôm nay của chúng ta đã là kết thúc rồi. Cô chúc các con có một ngày học thật là vui và thật là bổ ích. Xin chào tạm biệt các con.